có gì đâu, bắn ít thôi, bắn ít thôi, nhá, đấm nhau không? Đấy luôn, bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi đấy. Cháu gì, cháu 2K5 là học lớp mấy cháu nhở? Từ ba chú ơi. Chào cháu nhá, con cả nhà lễ phép quá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop xì kẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop xì kẹo.vn. Xin chào tất cả 500 anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Uầy, trông tôi giống Tây không? Tóc trắng các thứ đeo kính kính lúp phi tươi, xỉu. Nhận được rất nhiều comment của anh em bảo là anh Sĩ ơi, anh mở full thẻ một cực đi. Ok. Hôm nay tôi sẽ mở full thẻ một cực một mới nhá. Yo. Ui. Má ngầu vai. Yeah. Cái này là đôi cánh đại bàng. Được. Yo. Phải nói là cái thẻ vô cực mùa này thì nó mang theo một cái phong cách là Ai Cập cổ đại. Mà xịn vai luôn. Yo. Để mua thẻ vô cực thì chúng ta sẽ có hai gói. Mình nghĩ là mua gói 699 kim cương đi. Nhiều kim cương quá mà. Wow. Một cái chảo hoàng gia. Yeah. Ui. Skin xe bán tải Ai Cập. Hey, chúng ta còn có chúc mừng cái gì đây? Ui dồi ôi, gói công nương Horus luôn. Câu có để ý đến cái cúp C. Thì để mua full cái huy hiệu thì anh em biết được rằng là chúng ta sẽ phải mua là 225 huy hiệu à? Ok, tôi sẽ nhấn vào nhận tất cả đúng không? À không. Đã có huy hiệu đâu mà nhận. Chúng ta phải thêm huy hiệu. Xong là nhấn vào cái gì nhỉ? Như là đây. Và bây giờ đây để nhận được cái món quà cuối cùng ấy, anh em ạ, chúng ta chỉ cần nhấn vào đây sau ấy. Xong chúng ta nhấn vào thêm huy hiệu thì phải. Và các bạn sẽ mất là 2784 kim cương. Không thành vấn đề gì cả, mình có 37856 kim cương cơ mà. Ui giời ơi. Cái chuyện này mày tự. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta nhận quà thôi. Đây. Yeah. Ngầu vãi. Và cái này skin súng lục hoàng gia con chị đại bàng tôi thích rồi, nhận thôi. Yes. Ok. Quá là xịn luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với ui có một cái ván. Ván Pharaoh. Ui mẹ ơi kim tiền lấp lánh luôn anh. Ui xịn quá. Nhận thôi ạ. Được anh em ạ. Ván Pharaoh. Quả lựu hoàng gia. Tôi thề luôn. Cái mùa này là một cái mùa mà anh em sẽ được tỏ ra cái sự sang chảnh của mình bằng cách là wow, toàn là mấy cái đồ mạ vàng gốn tổng dạng. Được. Chúng ta có được thêm cái món gì đây? Một cái ba lô rắn thần. Ui, level 3. Ui mẹ. Ui, khen nó độc. Bắt trẻ heo. Gói vương tử Horus. Trùng cuối. Yeah, Hazato mặc cái bộ này hợp phái nhỉ? Nó lại cứ phải cánh con chim đại bàng một bên cơ. Chả hiểu sao nhưng mà đây là nhà thiết kế, chúng ta sẽ có một cái bộ trang phục như vậy và trang bị nhanh luôn, ngại gì đâu. Nhưng mà tôi theo bước cùng này hết rồi. Vậy là hai cái bộ trang phục là hai cái chất nhất và đặc biệt là lần đầu tiên có skin xe bán tải trong game Free Fire. Xịn. Không có gì nói cả. Bây giờ là vô sảnh chờ tán gái không ạ? Tét tán gái. Alo, có ai nghe thấy chú nói gì không? Alo, có ai nghe thấy chú nói gì không? Alo, các cháu nghe. Alo, các cháu à? Cháu nào vừa lên tiếng ấy? Chú đây, cháu nào vừa lên tiếng ấy hả cháu? Đâu? Cháu Duy đúng không? Cháu Duy đâu? Bắn ít thôi. Nhá, đấm nhau không? Đấy luôn. Bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi đấy. Cháu Duy, cháu 2K5 là học lớp mấy cháu nhỉ? Từ ba chú ơi. Chào cháu nhá, con cả nhà lễ phép quá. Một chú ơi.
Sao ôi cháu? Kìa. Cái gì cơ? Rồi cứ rồi. Ô thằng nào. Đây, một đứa ở đây. Mẹ mày này, bắn cháu tao này, đừng có bắn cháu tao. Láo. Đây này, ra lúc sao cháu ơi. Đây, chú cho cái mũ ba xịn luôn. Mũ ba này cháu ơi, thấy chưa? Xịn chưa? Chú vứt đồ cho cháu đi chú ơi. Vứt đồ á? Vứt cái gì á? Súng á, cháu chưa có súng à? Đây, chú cho cái này luôn, cầm bắn. Cháu có súng rồi mà. Sao cháu lại bảo chưa có? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chú có tiền á? Chú có tiền. À, có. Chú có tiền chứ? Chú nào ở lớp của cháu, chú ơi. Nào ở lớp của cháu à? Thôi. Ừ. Chú nghèo lắm. Chú mua cái đồ này xong chú hết tiền rồi. Bây giờ chú ăn mì tôm sống qua ngày mà làm sao lại nạp Alok cho cháu được. Nhà cháu nuôi gà. Chú có Alok chú ơi. Chú có Alok á? Bố chú nạp cho chú ấy. Chú nạp hộ cháu ơi chú ơi. Nạp hộ cháu, cháu đưa tiền đấy chú nạp cho. cái xe đẩy xe chở hàng 60 gì ấy. Nó câu được qua à? Chạy. Bông mù. Ôi cháu ra đây cứu chú. Cái thằng ở 285 còn được rồi. Ôi cuộc sống. Mời chú nhá. Văn mới để thoát ra chú ơi. Ok. Chào chú. Ok chào cháu. Úi dồi con ngoan trò giỏi cháu. Bắt đầu Duy ơi bắt đầu cháu ơi. Được gặp idol. Chú có phải làm idol gì đâu. Chú chỉ ăn mì tôm sống qua ngày cháu ạ. Được gặp idol mọi người. Ôi cháu sống nghèo khổ cháu, lắm. Cháu còn đang đòi nợ mấy cái đứa mà đòi nợ á? Ông vẫn chưa trả. Mấy tháng được nghiệp idol. Thế thì phải bảo cái này. Phải bảo chúng nó là mày có tin tao gọi anh mình đến bốc cho chúng mày mấy cái bát họ không? Ô, chú hôm mấy... nay chú có like không chú? Có cháu ơi, tối nhá. Nhưng mà dạo này chú hơi bận bởi vì là chú đang tham gia streamer đại chiến. Này chú. Đi. Chơi được cặp idol lắm mọi người ơi. Vô cũng chơi luôn này, chơi luôn này. Cổng trời á. Đây cháu. Ui chúng ta chơi nó phải rực rỡ cháu ạ. Bố thằng cổng trời luôn. Liếm chúng nó. Chú cân hết nhá. Cháu chạy đây. Ồ, thôi cho chú chạy với đi. Sao làm như thế với người ta? Chúng ta phải nhảy chung với nhau sao làm như thế với người ta? Mày cháu bị giật, có lắc lao rồi. Mày cháu không sao cháu ạ, cháu phải thổi vào cái điện thoại ấy thì nó mới không lát được cháu ạ. Cháu phải thổi vào điện thoại vào. Mẹ mày kinh thế. Đừng, bạn ơi đừng làm như thế với tôi. Nghe nó khấm lọ. Cái gì? Thôi cháu. Mày giật thế nhở? Mày giật á? Úi dồi ôi cháu ơi, mày giật cháu phải bỏ nó vào cái chậu quần áo cháu giặt ấy thì nó mát máy, chơi game nó mới mượt được. Ồ, cháu nghỉ mẹ một đi. Có súng, cho một cây. Cho cây súng không? Đây, chú cho mày cây... Chú không chơi gái nữa chú. Cái gì cơ? Chú không chơi gái nữa chú. Làm sao? Chú không chơi gái nữa? Mày nhờn với chú á. Cháu là cái thằng... Cháu là thằng nào? Thôi, nhức đầu quá. Công nói bé mồm lên nhức đầu quá. Làm sao? Chú đây. Khổ, làm sao cháu? Chú cho chú cái này này. Có đợt. Đồ đẹp không? Chú mới mở ấy, đồ đẹp không? Đồ thẻ mua đẹp không? Xịn luôn đúng không? Mới. Chú đẹp, cho cháu xin vài nghìn kim cương cháu mua thẻ mua. Vài nghìn kim cương á? Đi sang núi đi sang núi đi. Chú nạp vào game là hết kim cương rồi, chú chỉ có trong tài khoản game thôi. Chú chỉ có kim cương trong nick thôi. Chú hết tiền nạp rồi. Chú tải Free Fire Max cho chú. Đây, chú đang chơi Free Fire này, cứ kiểu làm sao ấy. Cháu đang chơi mắt. Ghê không? Ghê luôn, quá ghê luôn cháu. Kimochi, chú. Cháu li. Đây, có Iku. Trầm cảm quá. Kimochi. Ghê không. Nào dạy cháu bảo Kimochi là cái gì? Kimochi. Trời ơi. Cháu ơi, chú xin lỗi. Chú giữ bong keo chậm quá, chú xin lỗi cháu ơi. Hãy tha thứ cho người chú bị dính lời nguyền này. Ôi, thằng nào trong nhà, Cái gì thằng nào bị chuyển bài đi. Giờ đâu buồn. Thằng kia, im mồm. Ui, cái đuôi cháy. Ui. Mày sao vậy? Kiểu lăng quay. Đúng sao vậy? Đúng sao vậy? Thôi, bình tĩnh đi. Sao? Ui, gì cơ vậy? Đi. Đừng. Chạy đi.
Ui. Chết rồi. Trời ơi.